Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 62. Những năm qua, cô ấy đã sống như thế nào? Cô ấy đã sống nhờ vào lòng thù hận với cha chồng, chịu đựng những sự nhục nhã trong các lễ cúng tế. Khi Bách Trang Hô dùng đôi môi tím tái chỉ vào cô và nói, đứa trẻ đó chỉ là con quái vật mang hình dáng con người, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lòng sợ hãi của cha chồng đối với cô như thể đang nói, chính cô đã sinh ra một con quái vật như vậy. Mỗi lần nhớ lại thời điểm đó, Sim kêu Chin lại nghiến chặt răng. Từ đầu đến cuối, không có khoảnh khắc nào không đầy nhục nhã. Khi bắt đứa trẻ không hề hay biết như bắt chuột, thì dĩ nhiên nó sẽ trở nên méo mó đứa trẻ lẽ ra phải được bao bọc bằng tình yêu lại bị dạy dỗ một cách tàn nhẫn kết quả chỉ có thể như thế này mỗi khi cô thấy những cậu thiếu niên giả mạo bước vào và trưởng thành một cách hoàn hảo tay cô lại nắm chặt đến mức tái mét con trai tôi cũng từng hoàn hảo như thế cô ghét thấy bách xa ơn chiếm lấy tên của con trai mình và từng bước thăng tiến nhưng đồng thời cũng hy vọng anh ta sẽ nổi tiếng hơn nữa cô muốn lễ tang của cái tên Bét Sa ơn nhận được sự tiếc thương chân thành từ tất cả mọi người. Lễ tang của con trai không thành hiện thực là vết thương duy nhất trong lòng Sim Kiu Chin. Cô khoác lên mình chiếc áo của một người mẹ tài giỏi và tận tụy, âm thầm hành động trong bóng tối. Theo nghĩa này, công ty tư vấn đàm phán của cô là một vỏ bọc khá tốt. Cô thường xuyên giao du với những tội phạm, điều này cũng trở thành mạng lưới quan hệ của cô. Lễ tang cô từng bước chuẩn bị lễ tang cho Bách Sa ơn. Cô nghĩ đến việc lấy lại cái tên đó. Tuy nhiên, ông nội đã giết tôi. Khi đối diện với con trai nói những lời đó một cách cười cợt, Sim Kiêu Chin cuối cùng cũng hiểu ra sau khoảng thời gian dài. A, à, cha chồng cô nói dối rằng con trai cô chết đuối khi chơi gần nước, nhưng đó không phải là cú sốc lớn nhất mà cô phải chịu đựng. Cú sốc thực sự đến từ sâu trong lòng cô khi nghe tin con trai qua đời điều đầu tiên cô cảm nhận không phải là nỗi đau mà là sự giải thoát cảm giác giải thoát của một người mẹ nổi lên cô rơi những giọt nước mắt không rõ nghĩa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thô giáp của con trai thừa nhận mình là một người mẹ vô đạo đức khiến cô cảm thấy tội lỗi và cô càng căm ghét một số người hơn cứ thế cô dần quên đi mặt trái của mình và tập trung vào sự báo thù nhưng cuối cùng cô lại quay trở lại điểm xuất phát. Cô sắp xếp công việc cho đứa con trai lối sống lộn xộn và huấn luyện nó, nhưng nó vẫn cứ gây ra những vấn đề bạo lực không ngừng, khiến suy nghĩ của cô càng thêm kiên định. Lễ tang của Bách Sa ơn. Mục tiêu của cô không hề thay đổi từ đầu đến cuối. Tôi không cần đứa con trai thật phiền phức, cũng không cần một kẻ giả mạo tài giỏi. Mắt của Hi Chu giật mình, run rẩy mạnh mẽ. Cả hai đều không cần. Sim kêu Chin híp mắt lại, như thể đang nhìn vào một phần nào đó bên trong một tòa nhà đã đổ sập. Điện thoại đàm phán rơi vào tay con dâu là một yếu tố không lường trước được. Việc Hi Chu bị trượt chân cũng là một điều ngoài dự đoán, nhưng cô không thể ngừng sự thất thương và tàn nhẫn của chính con trai ruột mình, cùng sự bám chặt vào cái tên đã mất. Thật là ngốc nghếch, đã từng chết dưới tay ông nội, nhưng vẫn tin tưởng vào người thân mà không chút nghi ngờ. Cái sự ngu mốc khi nghĩ rằng mình xứng đáng mang cái tên bếp xa ơn. Tôi cực kỳ ghét cái danh xưng, mẹ. Dù buổi họp báo của các phóng viên diễn ra bất ngờ, nhưng ở lễ tưởng niệm Beck trang hô là nơi cô dự định tự tay phá hủy. Vì thế, việc lịch trình bị đẩy lên trước cũng không có vấn đề gì. Là một chuyên gia đàm phán khủng hoảng, tôi vẫn có ích, nhưng một khi trở thành mẹ sim kiêu chin, tôi lại thành tội nhân. Nhưng tại sao tôi phải như vậy? cô ôm hi chu chặt hơn đôi mắt đẫm lệ mẹ không phải là người hy sinh mà là người phải phục hồi bất cứ giá nào nhưng giọng nói nghiến răng của cô lại như một con quái vật hôm nay chính là ngày đó hôm nay là ngày tôi tìm lại được niềm vui của mình đáng lẽ tôi phải cười một cái hi chu cảm thấy nghẹt thở vì lý do của riêng mình ai im lặng mạnh mẽ hơn ai im lặng sâu sắc và đen tối hơn cả trái tim đều đập mạnh trong khi sự thật tàn nhẫn đang tràn ngập, Hi Chu chỉ có thể nghĩ đến một điều. Hiện giờ bạn ở đâu? Người bên cạnh bạn bây giờ là ai? Những năm qua, ai đã ở bên cạnh bạn? Hi Chu muốn phá vỡ tất cả sự im lặng bao quanh mình, truyền đạt tiếng nói trong lòng. Khác với những người khác, sự im lặng của tôi là vì tình yêu. Hi Chu dứt khoát hất tay Sim kêu Chin ra. Dù bạn tàn nhẫn vứt bỏ anh ta, tôi cũng sẽ tìm ra anh ta. Cô muốn lao về phía anh. Chiếc áo tang đen phản chiếu trong gương trông thật lạ lẫm. Hi Chu không biểu cảm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, rồi ghim một chiếc kẹp tóc trắng lên mái tóc. Chiếc kẹp dường như bị ghim quá chặt, một cơn đau bất ngờ từ da đầu lan ra. Chương 63. Tại sao con không thể nói những lời nặng với mẹ? Con, mẹ dùng con gái để duy trì địa vị của mình, con không thể làm như vậy sao? Nếu làm thì phải làm cho công bằng. Chị gái đang ngủ gật bên cạnh bị tiếng ồn đánh thức. In A bản năng đứng chắn giữa hai người, nhưng không có tác dụng gì. Cơn giận của Hi Chu không phải là chuyện một hai ngày, ngay cả In A cũng bị sức ép từ cô ấy làm cho nghẹt thở. Mẹ không thích cân. Con biết là sự tiếp nối của mẹ trong quá khứ, làm sao con có thể được yêu thích. Từ nhỏ, con đã sống trong gia đình giàu có, được ăn ngon, mặc đẹp, ở tốt, đôi khi cũng không chịu nổi. Kim Yun Hy mặt mày trở nên tái nhợt. Mỗi khi nghe người khác bàn tán về xuất thân của mẹ, họ đều đến tìm con. Lấy bất kỳ cơ hội nào để chế giễu tôi. Mẹ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy con còn bị đối xử tệ hơn cả mẹ. Trong ngôi nhà lạnh lùng của gia đình giàu có, con là niềm an ủi duy nhất của mẹ. Mẹ mong con không hạnh phúc, hy chu thẳng người lên. Người không thể rời xa con là mẹ kim yun hy không thể phản bác một lời nào chỉ có thể trợn mắt nhìn đừng coi con như là vật hiến tế để duy trì cuộc sống nữa con con sẽ không bao giờ trở thành vật hiến tế của mẹ nữa hy chu cố tình lùi lại tạo khoảng cách với mẹ kim yun hy theo phản xạ giơ tay ra nhưng hy chu không chút do dự đẩy tay mẹ ra con đang nói con không còn cần mẹ nữa con đang nói con sẽ không còn yêu mẹ nữa." Cô nhớ lại chiếc hòm đựng cho cốt trống rỗng. Để bắt đầu một tình yêu mới, trước tiên phải học cách buông tay. Cô đã quá muộn để hiểu ra điều này. "Con đang nói, không có mẹ, con vẫn có thể sống tốt." Lần cuối cùng cô kéo tấm rèm dày đó là khi nào? Hi chu nghĩ ngợi trong đầu, trong khi mọi thứ diễn ra chậm rãi. Sau khi đám tang kết thúc, cô không rời khỏi giường của chồng dù chỉ một bước. Cô tin rằng khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Cô không xem tin tức, chỉ sống như thể mình đã chết. Ngày qua ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng. Nếu không có chị gái thỉnh thoảng mang thức ăn đến, có lẽ Hi Chu đã chết đói rồi. Ê, Hi Chu à, cô định nằm thế này đến bao giờ? Cô không từng chia sẻ một tình yêu vĩ đại với bác Sa ơn, cũng không hứa hẹn điều gì to lớn nhưng cô lại đánh mất hết động lực sống. Cô đã từng tuyệt vọng vật lộn, không muốn trở thành người như cha cô, nhưng khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đã trở thành hình ảnh mà cô luôn cố gắng trôn tránh. Hi Chu ngẩn người nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không khí, thì thầm tự nói. Tôi không phải muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân chính trị này, thực ra. Ừ, thực ra, tôi có lẽ đang muốn có được điều gì đó. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ đó mới là ý định thật sự của tôi. Những lời nói từng khó nói ra trước đây giờ đây lại trôi ra một cách bình tĩnh. So với việc mất đi người ấy hoàn toàn, những lời này thực sự chẳng là gì. Những câu đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cô hối hận như bị rót thuốc độc vào người. Nhưng vì anh ấy là vị hôn phu của chị gái, tôi luôn giấu kín tình cảm này. Sợ bị mắng là giống mẹ, luôn nhòm ngó đàn ông của người khác tôi chỉ có thể kìm nén lòng mình. Vì vậy đôi khi tôi cảm thấy như sắp nghẹt thở. Vậy sao? Ừ, nhìn sắc mặt người khác, cố gắng chịu đựng, thật sự rất mệt mỏi. Có khi tôi chỉ muốn biến mất như vậy. Nhưng sự thật là Hi Chu không thể nói nên lời lúc này. Vì cảm xúc trào dâng trong cô thực sự rất khó kìm nén. Người ấy đã biến mất. Chị sai rồi, người bị tổn thương là tôi, còn anh ấy thì đã hóa thành giọt nước vỏ gối lặng lẽ ướt đẫm cha cô bị tâm thần có lẽ không phải vì bị tình yêu phản bội mà vì ông đã không dốc hết sức mình vì ông đã không toàn tâm toàn ý để chịu đựng những vết thương cảm giác hối hận dần dần ăn mòn cô mỗi đêm bóng lưng của anh lại xuất hiện trong đầu cô cuối cùng biến thành sự tự ghét bỏ chính mình vòng lặp của sự hối hận không ngừng quay trong đầu cô điều đó khiến cô kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay lúc đó, ánh sáng mặt trời bỗng chiếu vào, chị gái kéo tấm rèm chắn sáng ra. Hi Chu bị ánh sáng trói mắt làm cho nhíu mày. Có muốn ra ngoài đi dạo với chị không? Ngoài trời đang tuyết rơi, em cũng đã 30 tuổi rồi. Hi Chu đột ngột ngẩng đầu lên khỏi chăn. Em đã 30 tuổi rồi à? Ừ, năm đã qua rồi. Nghe đến đây, Hi Chu, người đang nằm như một con gà chết, lập tức ngồi dậy. Sau đó, cô vội vã lấy quần áo và bắt đầu thay đồ. Hong In A ngay lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ê, em sao vậy? Chị không phải nói là sẽ ra ngoài sao? À, những đôi giày đẹp và túi sách. Cô lẩm bẩm một cách máy móc. Em muốn mua những thứ đó. Cái gì? Hong In A nhìn theo Hi Chu đang bận rộn. Vậy là... Hi Chu 30 tuổi đã mua những đôi giày đẹp và túi sách. Mười ngày sau, cô đến trung tâm bảo vệ chó hoang để lau dọn sàn. Cả ngày chơi đùa với những chú chó con, cô cảm thấy kiệt sức. Trong đó có vài chú chó với đôi tay rủ xuống, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ vô tận. Trong lòng Hi Chu bỗng cảm thấy nhói lên, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lưng gầy gò của chúng. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua. Lần này cô đi đến phòng karaoke, không rời khỏi micro. Chị gái đi cùng và trường trung tâm Hanjun chỉ có thể ngượng ngùng vỗ tay theo. Cô hát thật lớn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Mười ngày nữa lại trôi qua. Hi tìm một họa sĩ và yêu cầu vẽ lại gương mặt đầy ưu tư của mình. Dù ngồi yên để vẽ khiến cô có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bức tranh, cô nhận ra nó khác biệt rõ rệt so với bức ảnh. Cô chợt nghĩ, Liệu bách xa ơn có muốn nhìn thấy bức tranh này không? Mười ngày sau đó, Hi Chu ra ngoài ăn tối. Nhưng lần này, chị gái và trưởng trung tâm Han Jun luôn lén lút nhìn cô, khiến cô không thể nuốt nổi thức ăn. Tối hôm đó, cô đã nôn hết những gì đã ăn. Mười ngày nữa trôi qua, Hi Chu bắt đầu luyện tập thể dục. Anh đã nói là không được ốm, vì thế cô quyết định ra ngoài tắm nắng trước. Hi Chu đi đến công viên trước cửa nhà nhìn thấy những trạm điện thoại công cộng đang bị tháo rỡ cô nhanh chóng quay về nhà mười ngày nữa lại trôi qua bây giờ hi chu bắt đầu tìm cách không nghĩ về anh nhưng điều đó không có tác dụng cô đã thử tất cả các cách mà anh gợi ý nhưng vẫn không thể vực dậy tinh thần không còn cách nào khác nữa trưởng phòng có công việc gì không hi chu lâu lắm mới quay lại trung tâm dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu mặt mày tái mét hỏi Công việc. Ừ. Trưởng phòng Han Jun khẽ gãi đầu. Có chuyện gì vậy? Thực ra có một công việc, nhưng liệu em có làm được không? Ý anh là sao? Em là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của Trung Oa có gì mà em không làm được? Hi Chu vừa vuốt những đóa hoa trên bàn vừa hỏi lại. Em chưa bao giờ làm phiên dịch ngôn ngữ nói, anh thấy trò chuyện với em như vậy vẫn còn gượng gạo, em không cần thời gian làm quen sao? không sao đâu, lưỡi em luyện cũng đã rất nhuyễn rồi. cái gì? cứ như vậy thôi. câu trả lời vô hồn của Hi Chu khiến trường phòng thở dài. anh ta nhìn cô như thể đang thử thách cô vậy. hội trường cưới Madrid phiên dịch cho bài phát biểu của cô dâu. em có làm được không? nếu thấy khó quá thì đừng ép mình nhé. không, em làm được. Hi Chu bình tĩnh nói. hội trường cưới được bao quanh bởi hoa tươi đẹp vô cùng. Công việc lần này là phiên dịch bài phát biểu của cô dâu câm điếc cho các khách mời. Hi Chu lâu lắm mới mặc một bộ đồ chỉnh tề và ngồi xuống ghế khách mời. Cô ngồi nhìn suốt buổi lễ mà không biểu lộ cảm xúc, thi thoảng nhìn đồng hồ. Vậy, phần cuối cùng, cô dâu sẽ phát biểu chúc mừng chú rể. Xin mời phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu lên sân khấu. MC thông báo phần cuối cùng của buổi lễ. Hi Chu đứng dậy, hít một hơi thật sâu cô dâu mặc váy cưới trắng tinh nhận ra hi chu và khẽ gật đầu hi chu nắm micro chăm chú nhìn cô dâu bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu chồng yêu dấu đây là lần đầu cô làm phiên dịch ngôn ngữ nói mặc dù giọng cô có chút run rẩy nhưng âm thanh vẫn chuyển ra một cách duyên dáng và ổn định ánh mắt hi chu không rời khỏi đôi tay của cô dâu miệng cô vô thức mở ra chúng ta đã quen nhau lâu rồi lần đầu gặp em tôi chẳng có gì cả nhưng giờ đây tôi đã là một nhân viên có lương ở một góc của hội trường han jun đeo kính dâm lén lút theo sau anh căng thẳng cắn chặt môi khô đây là lần đầu hong hi chu làm phiên dịch ngôn ngữ nói anh ta sao có thể bỏ qua được dù đây là lúc cô từ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu một phần truyền thành phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hoàn chỉnh nhưng han jun lại không cảm thấy vui mừng thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng tôi luôn ngại nói ra vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để nói những lời trong lòng biểu cảm của anh ta lúc này trở nên nghiêm túc cảm ơn em đã luôn bao dung và yêu thương tôi ôm tôi chặt hơn cả cha mẹ mang lại cho tôi cảm giác an yên như được tái sinh giọng hy chu bắt đầu run rẩy khi em ôm tôi chặt hơn cả cha mẹ tôi cảm thấy như được tái sinh cảm giác an ổn đến lạ giọng nói đột ngột ngừng lại Chu đang dịch bỗng nhiên khép chặt môi lại như thể chúng được siết chặt bởi vỏ sò so. các khách mời bắt đầu thì thầm bàn tán nhưng khi cô gặp ánh mắt của cô dâu cô cố gắng lấy lại tinh thần cảm giác ấy cô nắm micro mà tay vẫn run rẩy có thể dễ dàng nhận thấy sự rung động ấy bằng mắt thương trưởng phòng han jun nhẹ nhàng vuốt mặt mình điều này không phải vì lo lắng khi lần đầu làm phiên dịch đó là vì Chu trong miệng anh tràn ngập cảm xúc phức tạp. Đôi khi, tôi cảm ơn vì em đã chỉ trích tôi. Nhờ có anh, hôn đã trở thành một người tốt hơn. Một lần nữa, giọng nói lại nghẹn lại. Ở đó, Hi Chu cắn chặt môi, cố nén nước mắt. Trở thành người tốt hơn, ưm, trở thành, ưm. Cô dâu, nhìn thấy gương mặt của Hi Chu, cũng không kiềm chế được mà đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Mặc dù trong khán phòng, vì có phiên dịch viên khóc trước cô dâu mà mọi người bật cười, nhưng Han Jun lại không thể cười. Trở thành người tốt hơn nấc nghẹn, hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi anh ấy qua đời. 64. Dù tài khoản có số tiền khổng lồ, dù đã đạt được tự do mà tôi ao ước bấy lâu, nhưng vẫn cảm thấy như vậy. Đại biểu Bê Chi Yong bị điều tra bởi công tố viên hôm nay vì bị tình nghi nhận hối lộ và nhận tiền quyên góp bất hợp pháp. Tháng trước, giáo sư Sim Kyu Chin từ Đại học Hàn Quốc bị cáo buộc trốn thuế hàng trăm tỷ. Hy Chu nhìn vào bố mẹ chồng đang trở thành nghi phạm mà không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng trong lòng cô, không hề có bất kỳ dao động nào. Hy Chu cúi đầu xuống. Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông vang lên trong sự tĩnh lặng khiến thần kinh của cô căng thẳng ngay lập tức. Hy Chu nhíu mày, cầm lấy điện thoại. Chắc là chị gái hoặc trưởng phòng của cô. Cô định giả vờ không nhìn thấy, từ chối cuộc gọi rồi tắt điện thoại. Hi Chu lười biếng liếc mắt qua màn hình với đôi mắt nửa mở. 675. Đây là một số điện thoại chưa được đăng ký, và là mã vùng mà cô chưa từng thấy. Hi Chu định bấm nút kết thúc cuộc gọi, nhưng tiếng chuông chói tai khiến cô cảm thấy bất an. Cảm giác đau nhói ở sau gáy như đang báo trước điều gì đó. Hi Chu cắn môi, cuối cùng trượt tay nhấn nút nghe cuộc gọi. Đây là một hành động bốc đồng. Alo, alo, ở đầu dây bên kia, chỉ có sự im lặng. Ai, ai, đột nhiên, điện thoại tự động tắt với tiếng tút tút. Hi Chu đứng bất động một lúc lâu với chiếc điện thoại trong tay. Chắc là chưa bật máy sưởi. cô vô thức xoa tay, cảm thấy một làn gió lạnh. Cô cũng không hiểu tại sao, tim như thắt lại trong lồng ngực. Nhưng từ hôm đó, những cuộc gọi ma quái này cứ gọi đến mỗi tối. Hôm nay cũng vậy, điện thoại lại tiếp tục gọi đến. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, mỗi ngày vào cùng một giờ, số điện thoại 675 lại gọi đến rồi cúp máy. Hành động kỳ lạ này cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần tiếng chuông làm Hi Chu tỉnh giấc, nhưng cô không chặn số điện thoại này. Alo? Sai, tôi không biết bạn là ai. Bây giờ là giữa đêm rồi. Chỗ bạn không ngủ sao? Cô nói những lời này trong khi còn mơ màng. Bạn không nói gì sao? Thực ra, tôi là người câm. Hi Chu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như một ông già say. Hôm nay bạn không cúp máy trước sao? Bạn là người thật phải không? Chắc không phải là AI chứ? Tôi đang nói chuyện với máy à? Những đêm kỳ quái như vậy cứ lặp đi lặp lại. Cô siết chặt chiếc điện thoại không có hồi đáp đêm dài cứ như một người say rượu làm nhàm. Lúc đó, TV đột nhiên chiếu đoạn video cuối cùng của Bách Sa ơn trước khi xảy ra tai nạn. Hi Chu không dám chớp mắt, cả cơ thể cô bỗng dưng trở nên lạnh buốt. Cảm giác như bụi xi măng lọt vào mắt, làm mắt cô đau nhói. Đến tìm tôi, đôi mắt ở phía bên kia màn hình nhìn thẳng vào cô. Tìm cô như thắt lại. Điều đó có ý nghĩa gì? Rốt cuộc tôi phải tìm gì? tìm như thế nào hi chu nhìn vào khuôn mặt vừa đầy nhớ nhung lại vừa đầy căm hận trong lòng đầy những câu hỏi hơi thở của cô trở nên rối loạn cổ họng phát ra những tiếng thở dốc nặng nề cùng lúc đó từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lớn lúc này hi chu mới nhận ra mình vẫn còn đang trong cuộc gọi bạn đang làm gì vậy cuộc gọi vốn yên tĩnh như thể chết lặng bỗng nhiên như cánh cửa mở ra tiếng ồn ào tràn vào. Tiếng nói ngoại quốc từ xa vọng lại, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng kêu chói tai một âm thanh nào đó và cả tiếng thở đều đặn của ai đó. "Alo?" Chưa kịp nói hết lời, điện thoại đã bị cắt đứt. Hi Chu vuốt lại mái tóc rối, mạnh mẽ xoa mặt mình. "Liệu tôi có đang suy nghĩ linh tinh không?" Cô lo lắng liếc nhìn chiếc hộp đựng cho cốt. "Chắc là bán không bị lừa tiền chứ?" "Cái gì?" Hi Chu đến trạm tư vấn, ngồi xuống chuẩn bị giải thích. Cô vừa mới nói xong tình hình, nhân viên ngồi bên máy tính bắt đầu nói liên tục. Số 675 thực là cuộc gọi quốc tế. Tuy nhiên, cước phí mỗi phút là 1,400 won. Nói đơn giản, đây là cuộc gọi mà các nhà mạng địa phương gọi ngẫu nhiên để thu cước phí. Hiện tại, chúng tôi suy đoán là như vậy. Lượng cuộc gọi quốc tế ở đây không nhiều, nên cước phí khá cao tuy nhiên đến giờ chưa có ai báo cáo bị lừa tiền số lượng lớn hi chu nghe mà cảm thấy hơi khó khăn không thể theo kịp tốc độ nói của nhân viên bạn có quen ai ở papua new guinea không papua nơi nào cô ngây người chớp mắt vài cái papua new guinea một quốc gia ở châu đại dương không cuộc gọi này đến từ đó hi chu ngẩn người không biết nói gì nhân viên của trạm tư vấn nói như vậy cô cũng không biết trả lời sao hi chu đứng dậy đang định rời đi lại bất ngờ nắm chặt bàn có khả năng đây là số giả không số giả nhân viên tư vấn mở to mắt rồi cười đúng rồi ví dụ như chỉ gọi cho mình tôi có nghiêm trọng đến vậy không đôi mắt to ấy đầy vẻ nghi hoặc vô tội ờ hi chu ngại ngùng gãi đầu không phải đâu tôi đã gặp một người anh ta đã giả mạo số điện thoại và chỉ gọi cho một người thôi. Tại sao? Ờ, nếu bạn hỏi tại sao, Hi Chu lắc lư mắt, cố gắng kéo dài câu chuyện. Chắc là có việc gì đó cần làm. Có thể là để hiền đạt một thông điệp gì đó cho tôi. Một biệt danh của tôi là 406, mà số này lại là 675. 406 và 67 kết hợp lại, chỗ không đáng ra phải là 5. Vậy là kết thúc bằng 675. Chẳng phải điều này rất có ý nghĩa sao? Hi Chu cúi sát mặt lại gần. Nhân viên im lặng một lúc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Khách hàng ơi, có phải bạn tìm nhầm chỗ rồi không? Nhân viên vẫy tay, một trưởng phòng cao to bước tới. "Không, không, xin hãy nghe tôi nói." Nhân viên đó liền đẩy phiền phức cho trưởng phòng. Khi cô cố gắng truy tìm vị trí tại đồn cảnh sát tình hình cũng không khá hơn. Không ai muốn nghe những phỏng đoán của cô. Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy khát và đói, không ngừng ăn uống. Dù không có chuyện gì căng thẳng, nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh như thể bị rối loạn. Hi Chu lại tiếp tục chờ đợi đêm xuống. Dinh dinh dinh, dinh dinh dinh. Đến rồi. Cô vội vã lao về phía ghế sofa, nhanh chóng dán điện thoại vào tay như một người lính lắp ráp súng. Alo. Vẫn là sự im lặng, nhưng tim cô đập gần như đau đớn. Đó là nước ngoài sao? Tại sao lại gọi điện? Chắc chắn có lý do chứ. Dù là cuộc gọi đùa giỡn hay tin nhắn rác, hay là bán bảo hiểm hay cho vay. Bạn không định bán gì cho tôi sao? Càng im lặng lâu, Hi Chu lại càng có một cảm giác chắc chắn kỳ lạ trong lòng. Chắc bạn không định lừa tiền của tôi chứ? Vậy làm sao bạn biết tôi là một hóa phụ giàu có? người ta có lẽ sẽ nghĩ cô điên rồi hi chu liên tục liếm môi khô liệu có phải cô vừa run rẩy đôi chân vừa đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn bé xa ơn ờ có nghĩa là bạn là chồng tôi sao vâng có thể là một cuộc gọi từ người chồng đã chết của cô chuyện gì vậy bạn lại chủ động hẹn chúng tôi gặp mặt hi chu vừa cắn móng tay vừa do dự không biết có nên nói ra không nhưng chị gái cô là phóng viên, chắc hẳn sẽ quan tâm đến thuyết âm mưu. Hi Chu sờ tay vào cốc trà, khó khăn lắm mới lên tiếng. Dạo này, chuyện đó thế nào rồi? Chuyện gì? Chuyện gia đình Bách Trang Hô. À, in an lật đầu, không bận tâm. Mọi thứ đã đảo lộn, lần này họ rất khó thoát thân. Điều thú vị là, mặc dù những người cấp cao trong viện kiểm sát đều là họ hàng của gia đình Bách Trang Hô nhưng họ đều giả vờ không biết gì tại sao họ cũng có những điểm yếu chết người à im cũng không biết là ai làm không cần biết đâu in ai nhún vai hoạt động tham nhũng bên phía bếp ứng viên nhiều hơn cả còn giáo sư sim Kiu chin thì sao trợ lý của bất xa ơn cũng là người của ông ta sao lần xét xử này anh ta sẽ gặp nguy hiểm với tù tội vậy còn chị sao thế hả in a mình khi cảm thấy tay hi chu lạnh buốt em bị ốm à sao tay lạnh thế chị có hiệu thuốc nào gần đây không bác xa ơn thật sự đã chết sao à bác xa ơn anh ấy thật sự đã chết sao như dự đoán khuôn mặt chị cô lập tức trở nên cứng đờ câu này là gì vậy hi chu khẽ hạ giọng người hơi nghiêng về phía trước suy nghĩ kỹ đi chị không thấy kỳ lạ sao Mọi phóng viên đều có mặt ở hội trường chiếu Vậy Bexa ơn thực sự đã tổ chức họp báo với ai? Và sau đó, trong các báo cáo có nói về nhiều người bị thương nhẹ Chị có kiểm tra ở phòng cấp cứu không? Có thật sự có người bị thương không? Những phóng viên đã ở cùng với Bexa ơn Chị đã kiểm tra hết những chuyện này chưa? In A người một bác sĩ, tách mí mắt của Hi Chu ra kiểm tra Trông có vẻ bình thường em cảm giác Bét xa ơn vẫn còn sống. Anh ấy gọi điện cho em mỗi đêm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 65. Theo thời gian, Hy Chu càng trở nên cô lập hơn. Cô ấy không muốn nhận thêm cuộc gọi từ chị gái và giám đốc Han Jun, vì họ đều lo lắng về tình trạng tinh thần của cô. Hy Chu lại một lần nữa tự nhốt mình trong nhà. Tuy nhiên, ngay khi chuông điện thoại reo, cô liền nhanh chóng nghe máy như một con sóc alo, hơi thở của người bên kia khác thường, như thể họ bị nghẹt thở giữa chừng. Tại sao chỉ gọi một lần mỗi ngày? Không thể gọi thường xuyên hơn một chút sao? Dù bị cho là điên cũng chẳng sao, dù có bị coi là bệnh tâm thần cũng không sao. Hi Chu nhắm chặt mắt và nói: Em sẽ tìm thấy anh. Vì vậy, xin hãy chờ âm. Dù anh ở đâu, Im nhất định sẽ tìm thấy anh. Dù anh là ma quái, em cũng sẽ tìm được anh. Hi Chu siết chặt điện thoại trong tay với tất cả sức lực. Lần đầu đến nhà tù, nơi đây có vẻ hoang vắng và lạnh lẽo. Hi Chu lo lắng kéo kéo bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ đợi ai đó đến. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông xuất hiện cùng với sự hộ tống của lính canh. Anh ta chính là trợ lý trực tiếp của bác Sa-ơn, bác Đô-che. Hi Chu rất rõ ràng mối quan hệ thân thiết giữa Park Đô-che và Bạc Sa-ơn. Chào anh. Cô chào anh, nhưng Park Đô Chê lại tránh ánh mắt của cô. Có vẻ như cuộc sống trong tù khiến anh ta gặp khó khăn. Một mắt anh bị sưng to, môi cũng bị nứt, bước đi khập khiễng, tư chi rõ ràng bị thương. Tôi đến tìm trợ lý Park vì, Hi Chu nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Người đó ở đâu? Park Đô Chê ngạc nhiên một chút, rồi đối diện ánh mắt cô. Tôi biết câu này nghe có vẻ như người điên, nhưng đó chỉ là trực giác của tôi. Trực giác bảo tôi rằng anh ta vẫn còn sống. Đôi khi, trong cuộc sống luôn có những điều ngớ ngẩn mà chúng ta phải đối mặt, và với tôi, lúc này chính là thời điểm đó. Anh ta đang ở đâu? Tôi không biết. Anh ta trả lời mà không biểu lộ cảm xúc. Park Do Che rõ ràng không có ý định tiết lộ bất cứ thông tin nào. Anh ta đột ngột quay đầu, ra hiệu cho lính canh rồi đứng dậy. Ngay lúc đó, Hi Chu túm chặt lấy cổ tay anh ta. Chính anh là người đã đẩy tôi. Bác Đô Chê nhìn Hi Chu với khuôn mặt tái mét. Chính anh, bác Đô Chê, là người đã đẩy tôi xuống núi. Chúng ta có muốn nói về chuyện đó không? Ánh mắt anh ta run rẩy một chút. Dưới giọng điệu nửa đe dọa của Hi Chu, anh ta lại ngồi xuống. Mặc dù đã quen với những lời đe dọa, nhưng trong suốt tháng qua, điều duy nhất cô rèn luyện được chỉ là việc này có vẻ như anh đã trải qua rất nhiều khó khăn ở trong đó. Trả lời câu hỏi của tôi, Hi Chu nhìn anh ta chằm chằm. Dù gia đình tôi đã suy sụp, nhưng tôi vẫn là con gái thứ của Chủ tịch Báo Sơn Kinh Nhật Báo. So với anh, trợ lý Park trong nhà tù, thì tôi có sức ảnh hưởng lớn hơn, phải không? Ánh mắt của họ giao nhau trong không trung, Hi Chu cuối cùng cũng thả lỏng vai, rũ xuống trong sự mệt mỏi. Tôi không đến đây để xét xử anh, chỉ cần anh biết những chuyện liên quan đến Bác xa ơn. Em gái tôi đã mất tích khi còn nhỏ, Bác đồ Chê ngắt lời cô. Sự kiện đó khiến gia đình tôi kiệt quệ, đó là cuối những năm 90, khi các vụ mất tích trẻ em xảy ra liên tục, cha tôi đã bỏ việc và đi khắp cả nước. Căn hộ 30 mét vuông thành 20 mét vuông, rồi đến biệt thự thuê, và cuối cùng là phòng đơn ở bán hầm, chưa đầy 3 năm. Giọng anh ta trầm và ảm đạm. Mẹ tôi bị trầm cảm và suy nhược thần kinh, luôn phải nằm trên giường, cuối cùng cũng ra đi. Lúc đó, tôi đã gặp giáo sư Sim. Lý do tôi luôn ở bên cạnh phát môn viên là ánh mắt anh ta trở nên mờ mịt. Giáo sư Sim nói rằng chính Bexa ơn đã hại em gái tôi. Tôi đã nghĩ đó là tên của tiền bối, anh ta dùng tay đeo còng để lau mặt. Không ngờ tiền bối lại không phải là người đó. Trên khuôn mặt anh ta, những nét đau đớn hiện rõ. Hóa ra tôi luôn giúp đỡ kẻ giết người. Môi anh ta khô nứt, nhưng lại nở một nụ cười đau đớn. Việc đẩy Hong Hi Chu ra. Việc lấy điện thoại đàm phán ra từ ba lô leo núi để không ai phát hiện. Việc cố tình bỏ sót việc theo dõi vị trí hay phá hủy các tệp ghi âm của cuộc gọi đe dọa đều là do anh ta làm. Anh ta hoàn toàn bị Sim kêu Chin và con trai của ông ta thao túng mà không hề nhận ra mình đang dần trở thành giống họ. Cuối cùng, bác đô chê thẳng lưng, dứt khoát nói. Anh ta vẫn còn sống. Mắt Hi Chu mở lớn. Anh ta vẫn còn sống, nếu đó là người tôi từng biết. Chắc hẳn đây là kế hoạch của nhóm lập kế hoạch tại chôm Oa Đê. Giáo sư Sim và con trai ruột của bà ta từ đầu đã định phá hủy đài tưởng niệm Bét Trang Hô. Nếu tiền bối đã biết về kế hoạch này, thì câu hỏi hợp lý hơn là, thực sự đâu là bác Sa ơn đã chết? Khi cô vội vã nhồi quần áo vào vali, cửa sảnh đột ngột bị đẩy mạnh. Tiếng bước chân giận dữ vang lên, một người lao vào. Em điên rồi sao? In a rào lên. Chỉ cứ tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Em định đi Cộng hòa ao gần à? In a chấm hai tay lên hông, lộ ra một nụ cười sắc bén bộ ngoại giao gọi đến nói có một đơn xin cấp hộ chiếu ngoại lệ tên là hong hi chu họ hỏi chị có phải là chuyến đi của sơn kinh nhật báo không hi chu chỉ nhún vai ánh mắt vẫn động lại trên đống quần áo em định lợi dụng quyền lực của gia tộc tài phiệt lúc này sao em điên thật rồi sao em có quyền gì mà đến đó em dám đến cái nơi đó sao hi chu im lặng tiếp tục gấp quần áo nếu bác xa ơn thực sự đang trốn thì anh ta chắc chắn ở Cộng hòa Augen. Đó là nơi anh ta đã thực hiện nghĩa vụ quân sự, là điểm khởi đầu cho các chuyến công tác tại các vùng chiến sư. Ánh mắt của Park Đô đầy sự chắc chắn. Thế rồi, người chị xúc động nắm lấy cánh tay Hy Chu. Em tỉnh lại đi. Em không phải vì bét xa ơn mà làm như vậy chứ. Hy Chu bình tĩnh nhìn chị mình, trong im lặng ấy toát lên một quyết tâm không thể lay truyền. In An ngăn mặt, túm lấy tóc mình. Chị đã bảo cô chờ thêm một chút. Chị đang điều tra, thật sự có một vài điểm kỳ lạ, cho chị thêm chút thời gian. Chị, Hi Chu nắm lấy tay người chị đang hoảng loạn. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội trốn đi lúc đó. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội ở lại bên cạnh anh ấy. Câu nói nhẹ nhàng đó khiến ánh mắt In A run dày. Nhưng nếu chị chăm sóc em vì cảm giác tội lỗi. Hi Chu nắm chặt tay chị mình. Bây giờ có thể dừng lại rồi. Em không mất gì cả. Hi Chu nói những lời này với một nụ cười nhẹ trên môi. Làm ơn, nếu tình cảm chị dành cho em không chỉ là tội lỗi, thì hãy để em đi. Cô đang tự tìm đến cái chết đấy. Không, em đi để nói chuyện. In A ngay đầu lại để che giấu đôi mắt đang đỏ ửng. Aon là một quốc gia nguy hiểm. Tuy vậy, cô vẫn không thể ngừng Hi Chu. Cô nghĩ, bản thân mình trước kia đã chạy trốn cuộc hôn nhân, mạo hiểm mạng sống để thực hiện ca phẫu thuật lén lút, thì có gì khác với Hi Chu bây giờ? Người cha lạnh lùng, người mẹ kế đầy toan tính, cộng thêm bản thân cô ích kỷ, in a thường cảm thấy đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo. Ngoài ra còn có Hong Hi Chu, cô em kế giống như một dạng san hô, luôn bị kẹp giữa họ một cô gái trong suốt như nước, tâm tư bộc lộ hết ra ngoài đôi tay nhỏ bé đã cứu rỗi những khoảng thời gian cô không thể nghe thấy gì. Quả nhiên, chị đã đến quá muộn, cô lẩm bẩm ôm chặt Hi Chu, cảm giác như mình đã bị bách xa ơn hoàn toàn cướp mất. Lúc đó chúng ta nên cùng bỏ chạy, bây giờ thì không thể rồi. Sự kiên định của Hi Chu khiến In A không thể không hít vào một hơi thật sâu. Ánh nắng cháy bỏng, sau những tòa nhà đổ nát là làn nước biển xanh biếc lấp lánh. Cô kéo chiếc khăn quàng cũ lên che mũi. Cát bụi từ làn gió biển thỉnh thoảng bay vào miệng, làm cơn khát của cô tăng lên nhanh chóng. Hi Chu liếm môi khô, bước đi nhanh hơn. Đây là một quốc gia xa lạ với những đồng cỏ rộng lớn và sa mạc, nhưng nơi đây đã rơi vào hỗn loạn hơn 20 năm. Những lá cờ tà tơi vương vãi trên mặt đất, các lều tạm bỡ dựng lên khắp nơi đã bị hư hỏng tàn tạ. Hi Chu băng qua những cảnh tượng tà tơi ấy, leo lên một ngọn đồi nhỏ phủ đầy cây bụi. Đây là cơ sở giáo dục đặc biệt bù bần. Khi cô tháo chiếc khăn quàng quấn quanh mặt, một đứa trẻ vẫy tay và gọi cô giáo. Đó là một đứa trẻ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cúi thấp người, im lặng. Hi Chu nhanh chóng tiến gần mấy đứa trẻ. Kể từ hai tháng trước khi cô đến ao gần với vai trò là người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, cô đã dạy ngôn ngữ ký hiệu tại cơ sở giáo dục dành cho trẻ em khiếm thính ở đây. Hi Chu, nhanh lên. Lúc này, giám đốc vội vàng thúc giục cô bằng tiếng Anh lạ lẫm. Theo thông báo của giám đốc, tối nay nơi đây sẽ bùng phát chiến tranh phố. Vì vậy, họ đang dẫn các em đến lều của Liên Hợp Quốc. Ngay lúc đó, tiếng động cơ nặng nề vọng đến. chương 66. Nhanh trốn đi. Hi Chu ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu bảo bọn trẻ nhanh chóng trốn vào bụi cây. Đèn pha của chiếc xe jeep quân đội chiếu qua hướng của họ. Hi Chu lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi dài. Đã hai tháng kể từ khi cô đến Argon. Mặc dù đã qua được bộ ngoại giao một cách an toàn nhờ vào mối quan hệ của chị gái, nhưng những vấn đề tiếp theo cứ nối tiếp nhau. Cô đang nghĩ, không biết anh ấy sẽ ở đâu. Vì chỉ dựa vào một khả năng mơ hồ, mọi thứ dường như trở nên mờ mịt và bất lực. Ban đầu, cô đã hỏi thông tin về người Đông Á qua các phóng viên nước ngoài, nhưng chẳng thu được kết quả gì anh ấy từng là phóng viên chiến trường sau đó chuyển sang làm việc tại bộ chính trị thậm chí còn trở thành người dẫn chương trình có thể anh ấy đang ở trung tâm khu vực nội chiến sau đó cô chuyển đến khu vực có xung đột dữ dội nhất nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ gục ngã dưới làn đạn hy chu không dám quay lại đó nữa đặc biệt là những đứa trẻ khiếm thính chúng không thể giao tiếp là nhóm người yếu thế nhất không thể nói nghĩa là không thể phản kháng Chúng là những người đầu tiên bị yêu cầu khuất phục. Hi Chu rất thấu hiểu điều này. Vì vậy, cô bắt đầu dạy ngôn ngữ ký hiệu quốc tế. Là một giáo viên, cô có một cuộc sống bận rộn nhưng đầy ý nghĩa, và việc tìm kiếm bét xa ơn dần trở thành điều xa vời. Cô chỉ có thể thỉnh thoảng nhờ viện trường, nếu nghe được thông tin về người phóng viên Đông Á đẹp trai ấy, nhất định phải báo cho cô biết. Nhưng mỗi lần viện trường từ khu vực thành phố trở về, chỉ có thể lắc đầu và tỏ vẻ tiếc nuối. Ban đầu, Hi Chu cảm thấy thất vọng, thậm chí khóc, nhưng giờ cô đã quen với những thất bại này. Điều duy nhất khiến cô tiếp tục là hy vọng, rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh ấy. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Lúc này, viện trưởng đi trước thấp giọng nguyên rùa, xung quanh bỗng xuất hiện những tên lính du kích nửa che nửa lộ, giơ súng áp sát. Giơ tay lên, đặt tay sau đầu chúng ra lệnh thô bảo, nòng súng dồn dập. Những đứa trẻ hoảng sợ lập tức quỳ xuống, Hi Chu cũng đặt tay ra sau gáy, cúi đầu. Cô thấy những đội ủng quân đội có lỗ đạn, lòng đầy sợ hãi. Nghe nói có một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu quốc tế ở trại Bui Ben. Hi Chu nghiến chặt răng, nghe thấy tiếng Anh rề rề của đối phương. Những đứa trẻ này trông giống như con của trại Bui Ben. Nòng súng dài chạm vào tai những đứa trẻ đang xô đẩy nhau. Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của bọn trẻ, Hi Chu run rẩy giơ tay lên. Tôi tôi là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Không được, Hi Chu. Viện trưởng cố gắng kéo tay cô xuống, nhưng đã quá muộn. Một người đàn ông da ngăm đen, lông mày rậm quan sát Hi Chu. Cô thật sự là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Vâng. Vậy thì cô phải đi với chúng tôi. Tôi không thể đi cùng các ông. Là sao? Người đàn ông tỏ ra bình tĩnh hắn ra hiệu một cái những người đàn ông vạm vỡ đứng chờ đột ngột bế bọn trẻ lên nhét vào thùng xe tải viện trưởng hét lên muốn ngăn cản nhưng rất nhanh đã bị đạp ngã xuống đất bởi những đôi ủng quân đội các người làm cái quái gì thế hi chu mặt tái mét tức giận cô không chịu đi thì tất cả đi cùng nếu cô không đi tất cả bọn trẻ sẽ trở thành con tin hi chu nhanh chóng cân nhắc rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt Ít nhất hãy cho tôi biết lý do các ông bắt tôi đi. Cần cô làm phiên dịch. Phiên dịch? Chúng tôi bắt được chủ tịch quân đội chính phủ, nhưng ông ấy không thể nghe. Em trai của ông ấy là phiên dịch, nhưng tôi vì bất cần đã bắn chết hắn. Vì vậy, cuộc đàm phán đã gặp vấn đề. Hắn vừa nói, vừa nhếch miệng cắn một điếu thuốc, mặc dù tình huống gấp rút, hành động của hắn lại hết sức thong thả. Đột nhiên, hắn chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của hi chu cô cũng đến từ hàn quốc à xin hãy thả bọn trẻ ra lời của hắn bị hi chu ngắt lời đột ngột hắn nhíu mày tôi sẽ đi cùng các ông trên con đường đất gập ghềnh ghế ngồi liên tục bị sốc hi chu đeo bịt mắt bị dẫn đi đến một nơi nào đó mùi khí thải nồng nặc chiếc radio cũ phát ra tiếng ồn ào cô đón gió từ cửa sổ mở suy nghĩ về tình cảnh của mình có nghĩa là nếu họ bắt cóc con tin là quân đội chính phủ thì đám này chắc chắn là quân du kích cuối cùng xe dừng lại với tiếng kêu cót kết của cô bị nắm chặt kéo mạnh ra khỏi xe mắt cá chân cô va phải thân xe đau đến mức cô phải nhăn mặt thời gian gấp gáp có thể phiên dịch ngay không nước xin cho tôi một ly nước đôi môi khô nứt của cô mấp máy người đàn ông ra hiệu hiểu rồi sau đó để cô đi trước. Hi Chu vẫn đeo bịt mắt, dò dẫm bước đi, cô hơi chần chừ, nòng súng lập tức áp sát lưng cô. Một mùi hôi lạ. Ngay khi vào trong phòng, chiếc bịt mắt của cô bị tháo ra. Đôi mắt cô quá nhạy cảm với ánh sáng, lập tức nhíu lại. Trong kho ẩm ướt, sàn nhà phủ đầy tấm nhựa, góc phòng chất đống gỗ, ống nhựa và mùn cưa không rõ công dụng có vẻ như nơi này là một tòa nhà bỏ hoang được cải tạo tạm thời bên cạnh một chiếc bàn cũ chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi một mình nhìn khuôn mặt nhếch nhác của ông ta có lẽ ông ta là người của chính phủ lòng hi chu bắt đầu đập loạn nhịp cô cuối cùng nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh gì không phải vì một sai sót nào đó giữa chừng mà cô sẽ phải chết đấy chứ hi chu toát mồ hôi lạnh những người lính tiếp tục giữ súng sát lưng cô Hi Chu cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông nhìn cô chăm chú. Tôi là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, ông có khỏe không? Hi Chu hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu, người đàn ông hơi mỉm cười. Cô là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu? Vâng, người đàn ông xoa chán, thở dài một hơi. Tôi là chủ tịch quân đội chính phủ, những tên khốn đó cuối cùng cũng bắt được phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu rồi biểu cảm của ông ta lộ chốt mỉa mai. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề trên cầu thang sắt vang lên, làm chiếc bàn cũ rung lên. Khuôn mặt của chủ tịch đột ngột cứng lại, ông vội vàng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Là chuyên gia đàm phán của quân du kích, dù không phải người A gần, nhưng nghe nói ông ta đã liên lạc từ lâu với chỉ huy quân du kích. Có tin đồn ông ta còn xảo quyệt hơn cả rắn độc. Đột ngột, một ly nước được đặt mạnh xuống bàn, nước bắn ra rơi xuống tay người đàn ông. Cùng lúc đó, ngừng lại luôn cả ngôn ngữ ký hiệu của chủ tịch. Nghe nói cô đang tìm nước. Ngay khi nghe thấy giọng nói, Hi Chu cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn mờ. Hi Chu nín thở, khăn che đầu của cô tuột xuống. Do ở A gần lâu ngày, gương mặt cô bị chay nắng, tối sẫm và bóng loáng trước chỉ che đi phần chán, giờ đã tự nhiên rủ xuống tận tai. Cô mặc áo phông ngắn tay màu đen và quần, đôi giày ủng quân đội giày cục, trang phục rất đơn giản. Tuy nhiên, từ bà vai xuống đến hông, dây đeo súng và bộ đàm gắn trên người lại khiến cô trông rất lạ lẫm và đầy uy nghiêm. Anh ta chính là người đàn ông luôn mặc những bộ đồ vest chững chạc đại diện cho chính phủ trước đây. Và giờ, anh ta hoàn toàn từ bỏ hình ảnh người tài mà xã hội yêu cầu đã tìm thấy rồi hi chu thầm nhủ là anh ấy cô cảm thấy nước mắt sắp rơi ra chỉ vì một lần gặp lại anh ấy trong khoảnh khắc mắt cô ươn ướt hi chu định lên tiếng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nhưng Bexa xa ơn đã kéo một chiếc ghế trống ra và ngồi đối diện cô anh nhìn cô thoáng qua một cái rồi như không có gì xảy ra bắt đầu nhìn chăm chú vào chiếc bàn ánh mắt kiên định Thái độ lạnh lùng của anh khiến Hi Chu bừng tỉnh. Cái sự phất lờ quen thuộc mà lại lạ lẫm khiến cô bất động, giống như một đứa trẻ bị đánh mà không biết đau. Cô cảm thấy uất ức, nhưng để không bị lung lay, cô siết chặt tay lại. Bét xa ơn khoanh tay, nhắm mắt lại, lắc lư chiếc ghế cũ, cơ bắp ở giữa chán nổi lên rõ rệt, tiếng ghế kêu kéo kẹt khiến người ta phải giật mình. Giờ chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện giang giờ. Anh mở mắt, nói. Cơ bắp của anh còn săn chắc hơn nữa so với nửa năm trước. Hi Chu âm thầm quan sát anh. Bét xa ơn gõ nhẹ lên bàn, như thể nhắc nhở cô. Phiên dịch. À. Hi Chu vội vã ngừng nhìn anh, lập tức bắt đầu phiên dịch, mặt đỏ bừng. Chúng sẽ ngừng tấn công, nhưng yêu cầu những cứ điểm quan trọng ở đó. Đừng nhắc đến những yêu cầu không thể thực hiện. Ông chưa sẵn sàng cho cuộc đàm phán. Nhưng vùng đất đó, việc quân du kích chiếm được chỉ là vấn đề thời gian. Hy Chu phiên dịch nhanh chóng, cuộc đối thoại của họ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trong lòng cô lại vô cùng rối bời. Thế cuộc đàm phán thế nào rồi? Lúc này, người lính dẫn Hy Chu đến bước vào, mỉm cười chiêu chọc. Cô không phải nói là khát nước sao, sao không uống đi? Cuộc trò chuyện trên bàn đột ngột bị ngắt quãng, không khí trở nên kỳ lạ. Người lính mỉm cười với vẻ chế nhạo nhìn chằm chằm vào Hi Chu. Khi cô nhận ra ánh mắt khác thường của hắn. Á, à, lính đột một bước tới, nắm chặt cầm Hi Chu, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn. Sau đó, hắn cầm ly nước lên, định ép cô uống. Vừa lúc đó, một chiếc bộ đàm nặng như gạch bay tới, trúng ngay đầu tên lính, khiến hắn ngã xuống đất. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn